Đạo Thiên Tâm á, ở trên nói là có 12 giới luật, chỉ cần giữ đúng 12 giới luật thì được về trời giảng sanh, không có phải như là phải mặc áo vàng cạo tóc rồi phải hình thức khúm núm này nọ, không có, cứ bình thường như người đời đi xông vào giữa giữa đời giữa trận tuyến mà mình không có bị phóng túng và mình cũng không có chấp, nhất là mình không có chấp, tức là mình phải tôn trọng tất cả các đạo khác và đồng thời mình phải học hỏi để mình hiểu, thì 12 giới luật của Thiên Tâm lại việc đọc cho nghe bà con. Đây lâu lâu nhắc phải nhắc luôn. Đây 12 giới luật của Thiên Tâm. Giới thứ nhất: nhân lễ nghĩa trí tín, có hiếu với cha mẹ làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào dân tộc. Đó. Chỉ cần một giới thôi là mình đã thấy là thấy hơi khó rồi đó nha. À, cái này gọi là ân đất nước, bây giờ toàn là bán nước không chứ đâu có ân với đất nước đâu bà con, rồi ân với đồng bào dân tộc, cứ đè dân ra thử một cái là tốn mấy trăm ngàn thử không mà đâu có là gì với dân tộc đâu. Rồi nhân lễ nghĩa chí tín, có hiếu cha mẹ, giờ con đánh cha đánh mẹ quá trời luôn. Đó. Ân với tổ tiên, cha ông bà cha mẹ để là cục đất hai anh em giết nhau à. Đó là một giới của Thiên Tâm thôi, là quý vị thấy không phải là đơn giản nha, mà làm xong đúng 12 giới quý vị sẽ được về trời. Giới thứ hai: không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, nên ăn chay hoặc ăn tam tịnh nhục. Lý do tam tịnh nhục là gì? Trên thế giới những người Mỹ sau này đó, cũng sẽ theo đạo Thiên Tâm, và những người Phi Châu hay là những người đạo Hồi giáo á cũng phải theo đạo Thiên Tâm, Ấn Độ giáo, thì miễn mình ăn ăn chay thì quá quá xuất sắc rồi, nhưng mà mình đâu có bắt được người ngoại quốc, người ta ăn người ngoại quốc ăn đồ chay được thì họ ăn những cái con gọi là bớt sát sanh thôi là mình đã mừng rồi đó. Con gì mà nó đừng nghe đừng thấy đừng chỉ, nó dễ hiểu nhất là đừng nhúc nhích là mình được ăn. Cả kiệt nè, ngày hôm nay cũng vẫn là tam tịnh nhục, chưa có ăn chay, hồi xưa ghiền chay trường nhưng mà bây giờ là tam tịnh nhục, sau này á ghiền chay lại là vì Kiệt có hoàn cảnh khác. Giới thứ ba: không nói dối, không nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Cái này á là hiện giờ trên mạng quá trời luôn á, là xôn xao á, là phạm quá trời luôn rồi. Giới thứ tư: không tham lam, trộm cướp, hối lộ. Cái này hơi căng nè, không có được hối lộ nữa thì đâu biết làm tiền người khác cho vay nặng lãi. Nó giới thứ tư tức là không có được tham lam, trộm cướp thì và không có được hối lộ nữa đó. Cho nên sau này những người mà làm chức lớn ở trong chính quyền mà lo cho dân đó, chỉ cần làm đúng 12 giới này thôi là người đó sẽ là liêm chính. Giới thứ năm: phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Cái này thấy nó dễ làm nhưng mà không phải dễ làm, là vì ở bển ai có chút chức quyền hay một chút tiền á, là cứ ăn điên hiếp người khác là tự cao lên nè, cho nên cái xã hội nó cứ xáo trộn hoài vậy. Giới thứ sáu: không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Cái này cũng hơi căng, tự về chiều á, là có con sòng ở nhà, sáng thì xỉn, chiều say. Việt Nam bây giờ là vậy, mấy đứa nhỏ nhỏ 12, 13 tuổi là biết uống rượu hết. Giới thứ bảy: không tà dâm, ngoại tình. Cái này là quá trời luôn, làm Bình Dương chứ tới giờ ăn cơm trưa cái là vô mấy cái nhà trọ cái là quậy vậy. Giới thứ tám: không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Cái này hơi căng đó nghe, nghèo cũng không được sợ, già cũng không được sợ luôn, bệnh cũng không được sợ luôn, bệnh là trả nghiệp, là chết, tức là mình xong một màn này, rồi mình đi đóng phim.